Xin chào các anh. Hôm nay Carplot.vn bên em xin được giới thiệu giải pháp nâng cấp màn hình zin thành màn hình Android thông minh mới nhất cho xe VinFast VF8 cũng như các dòng xe điện của VinFast nói chung. Đó là bộ Android Box thông minh cắm zin, giữ zin tuyệt đối cho xe. Tương thích hoàn toàn với xe VinFast VF8 và các dòng xe điện của VinFast. Đầy đủ mọi tính năng giải trí, hỗ trợ lái xe thông minh. Xem phim, YouTube, VTV, nghe nhạc trực tuyến. Dẫn đường, cảnh báo tốc độ, camera giao thông. Ra lệnh bằng giọng nói với trợ lý ảo Kiki thông minh. Thao tác đơn giản, nhanh chóng kết nối qua cổng USB Type-C trên xe. Giữ zin tuyệt đối cho xế yêu của các anh. Các anh có nhu cầu hãy liên hệ với carplot.vn bên em nhé. Địa chỉ ngõ 156 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội, bên em có dịch vụ lắp đặt tận nơi cho khách hàng. Liên hệ bên em qua số hotline 0869 679 626 để được tư vấn lắp đặt miễn phí nhé. Box này thì anh em có thể cắm SIM này. Vào đây thì dùng nó sẽ trải nghiệm nó sẽ tốt hơn này. Đây có khe cắm SIM này. Đấy. Và kết nối thì cũng chỉ làm rút ra và cắm vào đây thôi. Không phải làm gì cả đúng không? Đấy, không phải làm gì cả, cắm zin vào thôi. Đây mình sẽ thử ra lệnh giọng nói này, anh thử ra lệnh giọng nói này. Chỉ đường tới Cang Lam. Đang chỉ đường đến King Ren. Rẽ trái, sau đó rẽ phải. Quá là nhạy luôn. Đến một bản đồ ạ. Đây là giao diện luôn này. Đây là mình có thể cài đặt được nhá. Đây là bản đồ Navitel nhưng mà mình có thể cài đặt. Có lên được hát kính lái không? Không lên hát kính lái này. Cái HUD của anh nhá. Ừ. HUD của anh thì như nào vẫn nguyên bản mà. Không, vấn đề là ví dụ như anh mà dùng cái gói bằng VV ấy, bằng cái của nó này. Vâng. Là chỉ đường trực tiếp trên kính lái luôn. À không, thế thì con này em nghĩ là chưa, anh thử test thử xem. Ừ. Bởi vì đấy là nó liên quan hệ thống của xe rồi. Ừ, đấy. Nếu đấy. Có lên kính lái nữa thì hết chấm luôn. Thế thì nó thì đây này còn tuyệt vời quá. Đấy. Lồi cũng không mất nhạc các bác nhé. Ok. Đấy bây giờ anh có thể bật đọc chỉ đường bằng VietMap. Ấn VietMap thì giữ một tí rồi đúng không? Anh giữ. Sao anh bỏ ra. Chỉ đường tới 80 Nguyễn Lương Bằng. Đang chỉ đường đến 80 Nguyễn Lương Bằng. Đây cái đường đến 80 Nguyễn Lương Bằng là đường đi mua ghế anh em nhá. Anh em mà mua ghế nhớ tìm cái chỗ đấy, số nhà đấy. Nhưng mà anh phải bảo bằng chỉ đường đến 80 Nguyễn Lương Bằng bằng VietMap. À thì nó sẽ ra. Ờ, lại nhá. Vâng. Chỉ đường tới 80 Nguyễn Lương Bằng bằng VietMap. Đang chỉ đường đến 80 Nguyễn Lương Bằng trên ứng dụng VietMap. Đây. Đấy. Anh em có thể dùng cú pháp gọi rất là dễ thôi. Tức là hành trình trên màn hình trước khi rẽ phải. Tức là anh em có thể dùng chỉ đường bằng cách là gọi địa điểm này cộng tên ứng dụng thì nó sẽ ra. Còn nếu mà chỉ đường theo kiểu mặc định ý, thì bên mình cũng sẽ cài đặt một là Google Map, hai là Navitel hoặc là cái VietMap S1 này. Do tùy mình cài trên cái ứng dụng Kiki thì nó sẽ ra cái ứng dụng chỉ đường mặc định. Đấy. Còn trên chiếc xe này thì đang cài mặc định là Navitel. Đấy. Anh cho em xin một cái từ màn zin sang Android Box này. À rồi ok, tức là cách cài đặt gì? Không khởi động. Khởi động gì? Rồi ok. Khởi động màn zin theo Box thì mình có thể rút ra mình cắm lại thôi. Đây, à rút ra cái là về màn zin luôn. Thực ra thì là anh có thể quay lại được mà. Nhưng mà đây là đây anh em chỉ cần kết nối bằng cách là cắm một đầu jack vào trong Android Box, một đầu jack vào cổng truyền dữ liệu USB truyền dữ liệu của xe, và khi mà Apple CarPlay này xe chỉ cần có Apple CarPlay thì nó sẽ nhận này. Đấy, sẽ khi mới dùng ban đầu thì một lúc thì nó sẽ mới nhận được. Đây là giao diện ban đầu luôn này. Đấy.
Chiếc box này thì đang trong quá trình test thử nên bên mình cũng chưa kích hoạt bảo hành nhé. À, cái này bảo hành điện tử luôn hả? Vâng, anh em lắp thì hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc sản phẩm cũng như là sản phẩm chính hãng ấy. Đấy, đây. Đây là giao diện này. Anh em có thể tùy chỉnh cái màu phong thủy ở đây này. Đây là chỉ đường này. Đây là các hình màu phong thủy này. Đấy. Đây là những giao diện màu phong thủy anh em có thể chọn này. Đấy, thì nó sẽ đổi màu cho anh em. Ok. À, cho em thêm một cái là gọi YouTube đi. Gọi YouTube à? Gọi nhạc thì phải trên YouTube. Mở bài hát cô đơn trên sofa bằng YouTube. Đang mở bài hát cô đơn trên sofa trên ứng dụng YouTube. Chiếc box này thì bắt giọng nói khá là nhạy và mở bài hát cũng rất là chính xác luôn cho anh em nhé. Chắc là phải setting lại. Sao nét nhất rồi nè. Nét luôn. Đấy. Siêu nét luôn các bạn ạ. Ok.